Sáng nay, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ tổ chức ra quân cưỡng chế giải tỏa 5 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công ở thôn Thanh Xá. 5 hộ vi phạm gồm hộ ông Phạm Văn Tú, Lê Văn Cường, Phạm Minh Nhẫn, Vũ Văn Quy và hộ bà Dương Thị Nhung với tổng diện tích gần 700 m². Thời điểm vi phạm vào năm 2020, lợi dụng tình hình của dịch bệnh COVID-19, các hộ trên tự ý lấn chiếm đất công để làm lều lán bán hàng, xây nhà để ở, gây bức xúc trong dư luận. Xã Nghĩa Hiệp đã huy động lực lượng, phương tiện máy móc giải tỏa các trường hợp vi phạm trên. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự hỗ trợ lực lượng của huyện, buổi cưỡng chế diễn ra thành công, an toàn về người và phương tiện.